rồi các bác nghe thấy rất là uy lực rồi phải không các bác? Đây là loa bass 2 năm, tuy nhiên nó là loa đứng và loa thông số lớn, công suất lớn, cho nên là nghe tiếng bass nó cực kỳ đã tai luôn. Và đây là được đánh bởi cục đẩy Yamaha P5000S 28 sò các bác nhá. Giá thì 3.250.000, 28 sò các bác nhá. Tuy nhiên là cùng là mã là P5000S, tuy nhiên là có chỗ họ sẽ bán với 20 sò hoặc là 24 sò. Riêng con này bên em bán 28 sò các bác nhá. Giá là 3.250.000. Đánh 4 quả này quá là nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng nhớ bác nhá, nhích một chút thôi. Đấy. 4 quả loa này thì các bác có thể dùng âm ly Yahoo 506 bên cửa hàng anh đang bán với giá là 2.500.000 các bác nhá. 16 sò. Đánh tốt hai cặp này luôn. Đấy, trên đây là các anh đã test cặp loa 4 quả loa JBL KP 052 hàng nhập khẩu các bác nhé. Giá rất là yêu thương, 3.650.000, chưa bao gồm phí ship. Các bác mua hàng thì vui lòng gọi điện số máy bán hàng bên cửa hàng các anh, mua rẻ 365 0964 867 866 hoặc 0364 791 604. Đấy, các bác gọi điện cho nhân viên bán hàng làm thủ tục mua hàng, và các bác đặt cọc 300.000 bằng hình thức chuyển khoản hoặc là mua thẻ cào Viettel, bên em nhận cả thẻ cào Viettel các bác nhé. Nhận hàng các bác thanh toán 3.350.000 và tiền ship của bưu điện các bác nhé. Kiểm tra hàng, test hàng ok, thanh toán tiền cho nhân viên bưu điện. Đấy, hàng gửi đi thì bên em sẽ test đầy đủ ok cho các bác, đảm bảo là chạy cực kỳ ngon, hàng đảm bảo uy tín chất lượng cho các bác, có bảo hành cho các bác nhé. Đây, trên đây thì giới thiệu thêm cho các bác con vàng Lex Acoustic FX8 này cực kỳ hay luôn, có Bluetooth, giá 1.600.000. Mic ở đây nhá các bác nhá, hai tay mic này, tay kim loại rất là đẹp luôn. Đấy, mic này là mic UGX8835 mã, giá là 1.500.000 thôi, rất là tuyệt vời. Các bạn thấy hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi video sản phẩm mới nhất và đón xem những video chi tiết hơn về cặp loa này, những video về tháo thùng loa. Xin cảm ơn các bác.